Nào lên đây, lên đây. Cẩn thận, lên cẩn thận. À. Cho đi, cho đi mấy bước đi mày. Thẳng ngồi thẳng lên. Sợ. Đấy. À, chở hai con đến chỗ xe ấy thôi, xe điện luôn. À đi xe điện luôn. Đi với mình. À đây coi, hai anh em đi được chỗ xa lắm. Ê. Bám em. Không có gì. Ok đã, lên đến đây thôi mà. Chưa, nó đây không sợ ở Linh. Nhưng mà Linh muốn đi một mình. Thôi, chiều em tí biết làm sao. Linh. Tôi cho Linh xuống. Ờ dạ, thế thì Linh xuống ai nữa. Đây không. Một tí nó phải vé nó xuống. Nó chỉ lên một tí thôi, cho Linh tới một mình. Đây, đây, trên đây cho bạn. À, cho Na đi, cho Na cưỡi ngựa, Na thích cưỡi ngựa. Na không xuống đâu, Na cưỡi ngựa thôi. Na lại gan dạ hết, mẹ còn sợ sắp chết. Đúng rồi, chụp cho hai cháu nữa tấm ảnh không? Đây đây đang chụp rồi. Đang chụp với bác.